trân nhật phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ nam california trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi vấn đề có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự có thể đó là vấn đề liên quan tới những gì quý vị quan tâm trên mạng xã hội và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử đó là cái chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta và quý vị trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay thì chúng ta vẫn quay lại với ông tổng thống lú lẫn của chúng ta joe biden quý vị tối ngày thứ sáu vừa qua, tức là sau ngày đại lễ July for thì đài truyền hình ABC với trọt Stefan đã có cuộc phỏng vấn với lại ông Joe Biden và cuộc phỏng vấn này kéo dài 22 phút, 22 phút thật vì so với những cuộc phỏng vấn của ông Trump là cả tiếng đồng hồ hơn cả tiếng đồng hồ và trong đó thì quý vị một lần nữa thì cũng không cứu vãn được cái tình trạng tệ hại của Joe bình sau khi mà tất cả các đài truyền thông đều nhắm vào câu trả lời của joe biden trong đó thì uh, <laughs> stephanopolus tức là sướng ngôn viên của đài abc một đồng minh thân cận của joe biden đã hỏi joe biden về việc mà có đi kiểm tra nhận thức hay không và có sẵn sàng công bố cái bà, cái uh, cuộc kiểm tra nhận thức của ông ta hay không thì ông ta đã bác bỏ và ông ta nói rằng là ông ta kiểm tra nhận thức mỗi ngày nhưng ông ta lại không có công bố cái uh, việc mà kiểm tra nhận thức của ông ta như thế nào. Điều này cho thấy là, là ông Joe Biden vẫn tiếp tục bác bỏ cái tình trạng sức khỏe suy kém của mình. Và ngay lập tức quý vị, ngày hôm nay thì đã có phản ứng của một số công ty truyền thông và kể cả đài CNN cho thấy là cái mức mà kêu gọi Joe Biden rời khỏi cuộc đua đã tăng cao hơn chứ không có giảm đi sau khi mà ông ta có 22 phút phỏng vấn riêng với đồng minh của mình là được xem là một cái nhân vật đồng minh và cố gắng biện minh cho ông ta. quý vị, chúng ta lướt qua các bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta mới đi vào xem coi liệu lần này thì Jordan có thể rời khỏi cuộc đua hay không? Khi ông ta nói rằng chỉ có thượng đế mới có thể buộc ông ta rời khỏi cuộc đua. quý vị, đây là cái câu một trong những cái lời trả lời của ông ta và chúng ta đi qua bản tin trước trước khi mà chúng ta đào sâu thêm về cái sự xuất hiện lần thứ hai phỏng vấn với đại ABC. quý vị cho bên nói với abc là không có à, cái cuộc gọi là kiểm tra nhận thức một cách độc lập đây là lời khẳng định của ông cho bên và đà, đài Newsmax đã đăng lại và bên cạnh đó thì quý vị thấy à, đài truyền hình fox news à, cũng đã lên tiếng và nói rằng đã chỉ trích cho bên sau cuộc phỏng vấn của abc và nói rằng ông ta từ chối không có à, một cuộc kiểm tra nhận thức và điều này không đủ điều kiện và thứ ba là quý vị ở bên à, đài nbc thì nói rằng là Joe Biden từ chối không có kiểm tra nhận thức và và có một cái cuộc gọi là kiểm tra kiểm tra trung dung trong cái cuộc phỏng vấn đầu tiên sau cuộc tranh luận trên đài truyền hình đó là những gì mà các đài truyền thông đưa ra và bên cạnh đó thì quý vị AP nói rằng là Biden đang đối diện với một cái mức thấp sau cái trận gọi là debate đầu tiên và nói vẫn chưa rõ ràng là ông ta còn có thể tiếp tục hay không và cuối cùng là đài CNN là trên phân nửa, người của đảng Dân Chủ muốn ông Joe Biden bị thay thế. Đây là một cái điểm quan trọng, quý vị. À, một cuộc thăm dò mới nhất trong tuần này của CNN, trên 50% à, người của đảng Dân Chủ, tức là đảng của ông Joe Biden, nói rằng là sẽ có một cơ hội tốt hơn tháng th vào tháng 11. Nếu như có một ứng cử viên khác, 75% của những uh, cuộc thăm dò nói rằng là đảng Dân Chủ có cơ hội có thể uh, nắm được quyền lực uh, với một người khác so với Joe Biden. Và trên phân nửa, 56% người của đảng nhà chí uh, dân chủ đồng ý là nên thay thế ông Joe Biden thì sẽ gia tăng cái cơ hội của đảng này nhiều hơn và cùng một cuộc thăm dò cho thấy là mức chấp thuận của ông Joe Biden lại ở mức thấp mới là 36% với hơn 40% nói rằng họ không đồng ý ông ta trong vai trò tổng thống và đảng dân chủ dường như đang có sự chia đẻ và khủng hoảng kể từ khi mà ông Joe Anh được mô tả là có một cái thái độ tệ hại trong tuần trước trong cuộc tranh luận và cái số lượng mà các cuộc thăm dò và trong khi ông Joe Anh, những người ủng hộ ông ta và đảng ông ta đang đang tìm cách gọi là tránh né ông ta thì cựu tổng thống Trump lại tăng điểm và theo tương trình của CNN cho thấy 83% người của đảng Cộng hòa thấy rằng ông Trump đã cho đảng Cộng hòa một cái đêm thắng chiến thắng trong trong cái ghế tổng thống và so với 72% nói rằng ông Trump và vẫn là đã, vẫn là cái ứng cử viên tốt nhất vào tháng tháng viên tức là tháng viên ông Trump được 72% người của đảng Hòa nhưng mà sau cuộc tranh luận này lên 83% tức là ông tăng 11% trong khi đó thì cho, cho bên tòa bạch ốc đã bắt đầu tìm cách kiểm soát tất cả những cái thiệt hại từ cuộc tranh luận này và đảng dân chủ gần như là tìm cách thay thế ông Joe Biden với một người trẻ hơn và CNN đã cho thấy không cho thấy là phân nửa của các cái quan điểm công chúng như thế nào về cái tiềm năng mà thay thế ông Joe Biden bởi ông thống đốc California là Gavin Newsom hay là thống đốc của Michigan là bà Gretchen Whitmer đây là một trong những cái nhận định của CNN và các cuộc thăm dò như vậy thì quý vị cuộc phỏng vấn của Joe Biden không được trông chờ như ông Trump và thứ hai cuộc phỏng vấn gọi được xem là quá ngắn ngủi quá ngắn ngủi để mà chữa lại cái phần gọi là thiệt hại của cái cuộc tranh luận và thứ ba là cuộc tranh luận cuộc xuất hiện phỏng vấn này ông ta đã không nói về cái tầm quan trọng của những vấn đề của quốc gia có nghĩa là cuộc này cuộc phỏng vấn này với nhân vật được xem là đồng minh của ông ta tức là Stephanopoulos Stephanopoulos George, người ta gọi là George Stephanopoulos là vốn là sướng ngôn viên của đài ABC và ABC đã ưu uh, ái ông Joe tới mức mà cuộc phỏng vấn này được nâng cấp lên chương trình Prime Time. Prime Time tức là cái giờ ngon nhất, tốt nhất của đài truyền hình. Và cái giờ đó là cái giờ gọi là uh, tin tức của ABC. Họ phải uh, thay thế cái chương trình đó bằng cái giờ của phỏng vấn ông Joe để hy vọng giúp ông ta kéo lại cái số điểm và giúp ông ta trấn an được đảng dân chủ. Tuy nhiên quý vị <laughs> cuộc phỏng vấn này đã bị mọi người nhìn với một cái tầm khác. Do đó quý vị, mức rating của Joe Biden giảm đi. Và ngày hôm nay có ít nhất là bốn thành viên đảng Dân Chủ ở tại quốc hội công khai kêu Joe Biden là rời khỏi cuộc đua. Thì quý vị, dường như là Joe Biden đã hết cửa đi rồi. Cái áp lực này càng lúc càng nặng đối với là Joe Biden rồi. Tại vì vừa rồi quý vị tôi nói là cái cuộc phỏng vấn này, thứ nhất là ông ta xuất hiện để mà sửa chữa cái phần thiệt hại tức là ông ta cố gắng tìm cách gọi là sửa chữa cái hình ảnh của mình sau cái cuộc thiệt hại rất lớn mà ông ta đã thừa nhận trong cuộc phỏng vấn này là một cái đêm tệ hại tức là cái đêm tranh luận với ông Trump thì quý vị việc này đã cho thấy rằng là ông ta cố gắng biện minh nhưng lời biện minh của ông ta đã không thuyết phục khi mà ông ta từ chối không công bố cái bài kiểm tra nhận thức của ông ta và để cho một công ty một cái một cái tổ chức tức là một tổ chức độc lập để mà xác nhận cái tình trạng nhận thức của ông ta. Điều này cho thấy rõ ràng Joe Biden vẫn che giấu một cách công khai không dám cho công chúng và cử tri biết được ông ta còn đủ tư cách làm tổng thống hay không. Và cái điểm chính là ông ta không muốn có một cái gì officially tức là chính thức để họ sử dụng cái đó tước bỏ quyền tổng thống của ông ta. Tại vì bây giờ thì ông ta chỉ khoe là ông ta khỏe hoặc là bác sĩ của ông ta nói là oh, ông ta đủ sức khỏe thôi. Họ chỉ nói khơi khơi. Họ không đưa một chứng từ nào ra để chứng minh rằng là ông ta đầy đủ sức khỏe. Bởi vì họ không muốn những chứng từ này trở thành văn bản công khai để mà dùng dùng tu chính án số 25 tước bỏ quyền tổng thống của ông ta. Do đó ông ta từ chối không công bố cái văn bản về cái bài cái sự kiểm tra về nhận thức của ông ta tức là một cái cuộc khám bác sĩ tức là khi mà khám mà đặc biệt là quý vị chính bác sĩ của ông ta cũng không dám chính bác sĩ của ông ta cũng không dám là bởi vì bác sĩ của ông ta mà đưa cái bản văn bản chính thức này ra coi như là đầy đủ bằng chứng cho tất cả mọi người có thể biết được cái khả năng nhận thức của ông ta tới mức độ nào và cuối cùng thì quý vị họ sẽ quyết định trên cái văn bản này mà tôi biết chắc chắn rằng là Bác sĩ của ông ta sẽ không dám làm điều này. Và thứ hai là bác sĩ của ông ta cũng không ai có thể lấy được cái văn bản này. Kể cả quốc hội. Kể cả quốc hội luôn. Thì quý vị, bởi vì bác sĩ có một cái siêu tức là có một cái khiên che rất chắc chắn luật của Hoa Kỳ là bác sĩ không được phép tiết lộ bất kỳ một cái chi tiết nào ở trong cái hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân. Trừ phi bệnh nhân đó đồng ý. Do đó quý vị bác sĩ không thể nào công bố được. Ông ta không thể công bố và quốc hội cũng không thể tống trác hầu cho bác sĩ để mà yêu cầu công bố. Bởi vì nó nằm ngay trước mặt chúng ta cái luật này rồi. Do đó tôi bác sĩ có một cái khiên đỡ rất tốt. Tức là cái cái luật bảo vệ quyền tư ẩn của bệnh nhân. Do đó quý vị, chúng ta không thể nào có được cái văn bản này trừ phi là Joe Biden tình nguyện. Còn nếu không, chúng ta sẽ không có cái văn bản này. Tuy nhiên thì cái cuộc phỏng vấn 22 phút này chỉ xoay quanh những vấn đề được xem là đã được căn dặn trước. Thứ nhất là không có đã kích ông Trump nhiều để tránh tình trạng bị thiệt hại thêm. Do đó, quý vị, 22 phút này gần như là Stephen Napolus đã chỉ tập trung vào cái vấn đề sức khỏe của ông ta và một số những vấn đề đối nội đối ngoại nhưng lại không nói rõ ràng. Hầu hết là chung chung. Hầu hết là chung chung. Tại vì nó có 22 phút mà thôi có nghĩa là Châu Anh chỉ cho phỏng vấn với một cái tinh thần chúng ta gọi là một cái small episode trong nghề truyền hình nó gọi là small episode tại sao gọi là small episode là bởi vì ở trên truyền hình nó có hai dạng dạng thứ nhất là nó gọi là full episode là một tập đầy đủ là 45 phút thường thường cái vị chương trình truyền hình người ta chia ra từng tiếng đồng hồ cái này trong nghề tôi kể ra cho quý vị nghe thôi một tiếng đồng hồ đó thì sẽ có 45 phút nội dung 15 phút là quảng cáo và được chia làm bốn cái block khác nhau hay ba cái block khác nhau tùy theo mỗi đài tức là một cái chương trình như vậy là nó gọi là full episode đó, là một cái chương trình đầy đủ đó là nó có 45 phút nội dung và 15 phút chương trình cộng lại là 60 phút đó là một tiếng thông thường của đài truyền hình đó là như vậy kể cả thực hiện những cái chương trình giải trí hay là những cái chương trình tin tức thì cái format của truyền hình đó là như vậy còn 22 phút là nó giống như là một cái có thể nói là nó giống như một cái clip hạ clip của những tay hài hước hay là cái, cái nó gọi là một cái um, à, một cái show ngắn tức là nó làm một cái clip khoảng 22 phút thôi. Thì trong 22 phút đó có 8 phút quảng cáo. Có 8 phút quảng cáo là thành là 30 phút tức là một nửa episode thôi. Thì nó gọi là small episode tức là một cái tập ngắn thôi. Thì cái này nó giống như là những cái chương trình nó gọi là sitcom. Mỹ gọi là sitcom, tức là một cái sitcom của nó có nửa tiếng thôi một cái chương trình sitcom của Mỹ chỉ có nửa tiếng mà thôi, rồi à, sau đó họ làm khoảng 22 phút, thì còn phần còn là thời gian còn lại là những cái quảng cáo nhét vô ở giữa những cái à, block của chương trình, thì cái vị nó gọi là small episode, thì cái vị lần đầu tiên ông tổng thống Mỹ lên nói về tất cả những cái à, tình trạng của quốc gia, chính sách đối nội, chính sách đối ngoại, cộng thêm cái sức khỏe của mình, mà chỉ gói gọn trong quá 22 phút có nghĩa là mục đích của cái cuộc phỏng vấn này không để cho cử tri biết được ông ta sẽ làm gì trong bốn năm tới, mà mục đích là chỉ đi hàng gắn lại cái vết thương quá nặng của cái đêm tranh luận với ông Trump. Mục đích của họ là muốn để cho công chúng thấy được cái tình trạng sức khỏe của Joe Biden còn tốt. Đại ABC họ muốn như vậy, tại vì uh, Stephanopoulos là một đồng minh thân cận của của ông Joe Biden mà do đó quý vị chúng ta nghe được cái ngôn ngữ thì đương nhiên là cái ngôn ngữ này nó tương đối là có bao che rồi. Cộng thêm là cái mục tiêu là để cho, uh, sửa chữa hàng gắn lại cái uh, thiệt hại quá lớn trong cái đêm tranh luận. Thì quý vị đâm ra cuối cùng cái cuộc nói chuyện 22 phút này các cơ quan truyền thông đều không nhắm vào tất cả những cái uh, chi tiết khác mà ông ta nói. Người ta chỉ nhắm vào cái chi tiết sức khỏe của ông ta thôi. Và rõ ràng ông ta thất bại lần thứ hai sau khi đây là cái cuộc phỏng vấn đầu tiên sau cái cuộc tranh luận thì coi như là ông xuất hiện lần thứ hai lần đầu là cuộc tranh luận lần thứ hai là cuộc phỏng vấn của ABC và cuộc phỏng vấn này đã được thép trước chiếu lại chứ cũng không phải là cái cuộc phỏng vấn gọi là live trực tiếp không phải cuộc phỏng vấn live trực tiếp quý vị như vậy thì à, cuộc phỏng vấn này thứ nhất là nó không có ý nghĩa gì khác ngoài cái chữ ngoài cái việc gọi là cố gắng biện hộ cho sự thất bại của mình trong cái đêm tranh luận với ông trump đó là điều thứ nhất điều thứ hai là joe biden một lần nữa lại không thuyết phục được công chúng khi ông ta từ chối không công bố cái văn bản về việc kiểm tra nhận thức của ông ta nếu mà mục đích là muốn nhấn mạnh sức khỏe của mình nếu mục đích muốn nhấn mạnh về sức khỏe của mình đầy đủ đủ tư cách đủ sức khỏe đủ nhận thức đủ tâm lý để à, tiếp tục cái vùng máy điều hành quần máy quốc gia trong vai trò tổng thống thì ông ta nên làm điều này nhưng đáng tiếc quý vị bởi vì ông ta không thể làm tòa bạch ốc không cho ông ta làm tòa bạch ốc không cho ông ta à, công bố cái hồ sơ bệnh lý của mình tức là các bạn cái, cái, cái hồ sơ bệnh lý lúc nha quý vị chứ không nói chỉ là một cái nhận thức của ông ta không bây giờ đám truyền hình nó chỉ muốn ca uh, đưa ra cái uh, chi tiết là ông ta không đưa cái uh, bài kiểm tra nhận thức thôi nhưng mà cái công chúng đòi hỏi là cái hồ sơ sức khỏe của tổng thống ngoại trừ nhận thức ra tình trạng sức khỏe của ông như thế nào và thứ hai là ông ta ông còn bị vướng những căn bệnh nào nữa hay không thì quý vị tất cả cái hồ sơ bệnh lý này thì họ không công bố Họ chỉ cố muốn nero người dân, tức là muốn định hướng người dân vào vấn đề nhận thức mà thôi. Do đó bây giờ thì quý vị, tất cả các công ty truyền thông đều nhấn vào vấn đề này. Nhưng mà điều người dân quan tâm nhất là cái hồ sơ bệnh lý của ông ta. Toàn diện. Toàn diện hồ sơ bệnh lý của ông ta. Chứ không phải là cái chỉ là một cái nhận thức không. Quý vị còn nhớ khi mà ông Trâm bị họ ép cái tu chính án số 25. 600 lần đề nghị trong lúc ông Trâm đang cầm quyền. 600 lần đề nghị là phải sử dụng tu chính án số 25 với ông Trump, nhưng mà khi ông Trump tung cái hồ sơ sức khỏe của ông ra thì nín hết, bởi vì trong hồ sơ sức khỏe đó là nó đầy đủ, nó gồm có cholesterol tức là cao máu, rồi diabetes tức là tiểu đường, rồi tình trạng nhận thức của ông ta, ông Trump cho tới những cái tâm lý của ông tầm, tất cả đều được bác sĩ ông Trump công bố đầy đủ của hồ sơ bệnh lý của ông. Do đó quý vị, dưới thời ông Trump 4 năm cầm quyền, tổng cộng 600 lần. Nó nói ông Trump bị bệnh tâm thần. Cho nên nó đòi kích hoạt cái tu chính án số 25. Nhưng kết quả thì quý vị thấy, thứ nhất là Mike Pence không làm chuyện này. Thứ hai là gần như là cái hồ sơ bệnh lý của ông Trump khi tung ra là nín hết. Không tên nào nhắc. Khi ông Trump đưa cái hồ sơ bệnh lý của mình ra. Thì quý vị, lần này cho bên lại giấu nhẹm luôn cái hồ sơ bệnh lý của mình thì không một tên nào của đảng dân chủ đều yêu cầu cái tu chính án số 25 ngược lại với ông trump nó đối, đối diện với cái tình trạng gọi là nguy hiểm quốc gia đây tại vì tổng thống mà nhận thức không đủ tổng thống không đủ sức khỏe tổng thống mà có một cái bệnh nào khác thì nó ảnh hưởng tới an ninh quốc gia nếu cùng một lượt xảy ra các biến động làm sao tổng thống có thể chống đỡ nổi nhưng quý vị toàn bộ đảng dân chủ từ nancy pelosi cho tới chuck Schumer, những kẻ đã liên tục yêu cầu là dùng tu chính án số 25 với ông Trump Thì ngày hôm nay im lặng hết Thì quý vị rõ ràng họ vì tinh thần đảng phái chứ không phải vì quốc gia Họ vì tinh thần đảng phái cho nên họ bao che cho Joe Biden Trong khi đó cái việc sức khỏe của Tổng thống nó ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ Thì quý vị họ im lặng luôn Họ không dám lên tiếng Họ trốn luôn và còn núp ở phía sau đôi khi ủng hộ Joe Biden nữa. Điều này cho thấy đảng Dân Chủ rõ ràng họ đang làm việc với tinh thần đảng phái chứ không phải là làm việc cho quốc gia. Và cũng chính vì điều này mà đảng Dân Chủ ngày hôm nay tiếp tục bị chia rẽ. Có thể nói là tiếp tục bị chia rẽ gần như là họ không còn cái cửa nào để có thể gọi là à, giành được cái cảm tình của công chúng. Và quý vị thấy bạn bản, bản thăm dò của CNN là bây giờ 75% người của đảng chủ khẳng định nếu thay bằng một ứng cử viên khác cơ hội thắng cao hơn trong khi quý vị ông trump tăng cái phần ủng hộ của đảng hòa từ 72 lên 83 tức là trước khi mà ông trump hội tháng giêng đó quý vị các cuộc các cuộc thăm dò cho thấy á, là cái mức ủng hộ của ông trump riêng trong đảng cộng hòa là 72 nhưng mà sau cuộc tranh luận này nó tăng lên 83 rồi có nghĩa là đảng Cộng Hòa không còn có cái sự chia rẽ nhiều so với đảng Dân Chủ bây giờ. 56% họ nói rằng là Joe Biden cần phải rút lui. Ứng cử viên khác mới có thể đánh bại được ông Trump. Và tất cả đều tập trung vào Kamala Harris. Bởi vì cái tên của Gavin Newsom hay là Gretchen Weimer gần như là không có được nhắc bằng Kamala Harris. Bởi vì trong đảng Dân Chủ bây giờ ngoại trừ Kamala Harris ra, thì không ai có thể thay thế được Joe Biden. Do đó quý vị, lần này đảng Dân Chủ đang vướng vào một cái uh, rất nguy hiểm cho bản thân của họ. Tức là bây giờ họ chia rẽ rất trầm trọng. Đã có bốn người ở trên uh, quốc hội kêu gọi cho bên rút khỏi cuộc đua. Bây giờ ngay cả những người mà gọi là ủng hộ cho Joe Biden trước đây, họ lập ra một cái super park mới. Và cái super park này mục đích là để uh, chuẩn bị cho một cái ngân sách mà trong đó dùng cái ngân sách đó hỗ trợ cho một người khác thay thế Joe Biden. Và ngân sách này nó còn một cái super phát mới. Nó trị giá mới ban đầu mới ra thôi. Nó gần 100 triệu Mỹ Kim. Có nghĩa là quý vị gần như đã nhân chủ bây giờ chia rẽ rất trầm trọng. Nhiều người đã bắt đầu lên tiếng. Áp lực đã bắt đầu có. Và đài ABC đã không cứu vãn được cái hình ảnh của Joe Biden. Trong khi đó, ông Trump thừa thắng xong lên mà tôi biết chắc chắn là Joe Biden không dám nhận lời. Trong ngày hôm qua, quý vị, cựu tổng thống Trump trên trang True so so so, ông đã thách đấu Joe Biden lần thứ hai. Ông nói ok, lần thứ hai, nhưng mà sẽ không có ai hôn up. Tức là ông đề nghị một cái cuộc tranh luận lần thứ hai. Nếu có xảy ra, chỉ là đấu tay đôi. Không có người moderate, không có người điều khiển. Tức là hai bên sẵn sàng tra, tranh luận với nhau cho bất kỳ một vấn đề gì và một cách gọi là tùy cơ ứng biến chứ không có sắp xếp trước và cũng không có người điều khiển luôn. Hai người thao tranh luận thì cái vị ông Trump đã đưa ra một cái bài thách đấu mới. Thì tôi không nghĩ là Joe Biden dám làm điều này. Thứ nhất là ông ta không đủ khả năng giành nói với ông Trump. Cái vị còn nhớ năm 2016, ông Trump đã cướp lời của Hillary. Nhiều lần khiến cho Hillary rơi vào thế bị động bà ta không có đủ thời gian để mà giải thích những cái chính sách của bà ta cứ mở miệng ra là ông trump nhảy vô trận họng do đó quý vị cái chiến thuật này làm cho hillary rất tức giận nhưng mà quý vị cái chiến lược cái chiến thuật này nó lại có hụt nó đối với hillary thì có vẻ ăn hiếp bà ta nhưng mà đối với joe biden bây giờ thì coi như joe biden không đủ khả năng thứ hai là cuộc tranh luận năm 2020 ông trump cũng đã nhiều lần dùng chiến thuật này với joe biden nhưng mà thời điểm đó thì Châu Anh đã được một cái bài học trước. Tức là ông ta chỉ lên là chửi ông Trump thôi. Cái gì cũng lôi ông Trump ra hết. Thì quý vị, nhưng mà lần này cuộc tranh luận rõ ràng ông ta đã thua. Bây giờ tranh luận có người điều khiển, có quy tắc đàng hoàng mà ông ta còn thua. Thì làm cách nào cuộc tranh luận có giống như một đấu võ đài tự do đó. Là quý vị, ông ta cỡ như rớt, rớt từ trên xuống dưới hết. Do đó cái lời thách đấu của ông Trump ngày hôm qua tôi không nghĩ là bên phía cho mình đồng ý cái lời thật đấu này nó giống như là quý vị đấu boxing với đấu võ tự do boxing thì có quy tắc đàng hoàng có trọng tài có quy tắc còn đấu võ tự do là dùng bất cứ cái gì đánh cục đối thủ <laughs> dùng bất cứ một cái gì đánh cục đối thủ thì quý vị cho bên anh làm sao dám đấu tự do được ông đấu mà có quy tắc đàng hoàng còn đã đấu đấu không lại thì bây giờ đấu võ tự do cứ mở miệng ra nó được hai câu ông trong ông trong nhảy vào trận họng hai ba câu ông trump nhảy vào trạng họng thì làm sao nói đây nhất là ông ta bị mất đi nhận thức và cái chỉ cần hai câu ba câu thôi ông trump sẽ làm cho cho bên rối trí loạn và lúc đó quý vị ông ta sẽ trở thành một cái người giống như là không biết mình đang đứng ở đâu bởi vì ông trump trước đó ông nói rồi cái đường đi lên sân khấu ông còn không biết lên thì làm sao mà tranh tranh luận đây thì quý vị rõ ràng cho bên đã phơi bày tất cả cái sự yếu kém về sức khỏe của ông ta cho công chúng 81 tuổi 81 tuổi. Và điều này cho thấy rõ ràng là gì quý vị? Dân chúng Mỹ đã không thể nào chấp nhận được rồi. Điều thứ nhất, họ nói rằng, ok, những cái người mà gọi là không có quan tâm chính trị. Ôi, tôi không muốn hai ông già này nữa. Một ông 88 tuổi, một ông 77, 78 tuổi rồi. Tuy nhiên quý vị, vấn đề không phải là tuổi ta. Vấn đề là sức khỏe. Sức khỏe ông Trump ở cái tuổi 77, 78, ông vẫn còn khỏe mạnh, Ông vẫn tiếp tục đi rally, ông vẫn tiếp tục làm việc mỗi ngày. Còn Joe Biden là chỉ tiếp khách 3 tới 5 giờ chiều thôi. Tới 4 giờ chiều là là không muốn tiếp khách nữa rồi. Quý vị, mình nhìn vô là mình thấy rõ ràng là giữa Joe Biden với ông Trump về tình trạng sức khỏe, ông Trump coi như là đánh gục Joe Biden rồi. Chưa kể cái chính sách của Joe Biden bây giờ mù mờ, cái Bidenomics ông ta nói được nhiều không? và cái Bidenomics của ông ta trong 3 năm qua làm được gì cho đất nước này? Hay là đưa đất nước này vào cái tình trạng lạm phát cao nhất, giá năng lượng lên cao nhất, mức độ tội ác khủng khiếp. Bidenomics của ông ta không cứu được ai cả. Không giúp được ai cả. Ngược lại còn gây tổn thương cho mọi người. Vậy thì Bidenomics của ông ta là cái gì? Là một nền kinh tế dựa theo chỉ số của môi trường, chỉ số của xã hội trong khi quý vị, nước Mỹ chúng ta là một nền kinh tế tư bản đặt trọng tâm là tài chánh, kinh tế tư bản là tài chánh trên hết. Phải làm cho mọi người có đầy đủ tài chánh, có dư giả tài chánh để phát triển kinh tế. Bây giờ cái nền kinh tế của chúng ta dựa theo chỉ số môi trường, dựa theo cái vấn đề gọi là an sinh xã hội. Kết quả, kết quả thì không ai chịu đi làm tạo ra tài sản. Núp ở trong nhà, hưởng tiền chính phủ y trang như mà một số quốc gia tại Âu Châu. Thì quý vị làm sao nền kinh tế quốc gia có thể phát triển được đây? Làm sao mọi người, nước Mỹ từ lúc lập quốc tới bây giờ là nước Mỹ được xem là một trong những quốc gia lập quốc trễ nhất thế giới. Hai trăm mấy năm mà. Hai trăm mấy năm, nhưng mà nước Mỹ trở thành cái quốc gia cường quốc trên thế giới, lãnh đạo thế giới và có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Là nhờ mọi người biết tạo ra tài sản, tạo ra tài sản và tự làm giàu cho chính mình. Bây giờ cái gì cũng bắt người ta phải phải tuân thủ theo an sinh xã hội, phải tuân thủ theo môi trường, rồi phải cúng tiền lại cho cái việc bảo vệ môi trường. Rồi mướn người thì quý vị, thay vì mướn những người tài, mướn người giỏi, thì bây giờ mướn dựa theo chủng tộc. Mỗi một chủng tộc có thêm một vài người. Quý vị, những điều này nó làm cho nước Mỹ, thứ nhất là cạn kiệt nhân tài. Thứ hai là không tạo ra tài sản. Đây là Bidenomics. No Nó tàn phá nước Mỹ. Nó đang tàn phá nước Mỹ bằng mọi cách khác nhau. Thì quý vị, chưa kể là ông ta đòi tăng thuế đối với những người trên 400.000 Mỹ Kim. Trên 400.000 Mỹ Kim đâu phải là triệu, đâu phải là thành phần giàu có khỏe mạnh. Đó chỉ mới là thành phần trung lưu thôi. Mà trong khi nước Mỹ này giữ được cái nền tảng ổn định xã hội là nhờ thành phần trung lưu. Bây giờ đánh chết thành phần Trung Đô rồi. Tăng thuế cái này là giới Trung Đô nhảy xuống nghèo khó hết rồi. Ai cũng phải kiếm tiền làm sao dưới 100-200 ngàn Mỹ Kim. Không dám bò lên hai vợ chồng. Không dám bò lên 400 ngàn Mỹ Kim. Bò lên là bị, bị quánh thế một cái là má nhận không ra. Cuối cùng dân Mỹ bị đẩy xuống gì? Một là nghèo, hai là giàu. Biden no mix. Thì quý vị, nội cái này không. Người ta đã biết được là gì quý vị? Người ta đã biết được. Đây là một cái chiến lược đầy thất bại, làm cho Mỹ bị mất tư thế, làm cho nước Mỹ cạn kiệt nhân tài và làm cho nước Mỹ không còn đủ tài sản. Thì với cái nền kinh tế này làm sao dân chúng Mỹ đồng ý mà ông ta không dám nói về cái cái Bidenomics của ông ta. 22 phút đồng hồ xuất hiện chỉ nói những cái chuyện xung quanh cái vấn đề sức khỏe của ông ta. Điều này quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị? Đảng dân chủ đã không còn đường đi. Nhưng mà bây giờ thì quý vị tất cả đều mong muốn trông chờ vào quyết định của Joe Biden. Họ không loại được trừ phi là Kamala Harris thực hiện cái tu chính đáng số 25. Còn nếu không quý vị, ông ta vẫn đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử. Nhưng mà giống như là con dâu của ông Trump, Lara Trump nói, doesn't matter, ai là người ra bên đảng Dân Chủ, không ai biết nổi Donald Trump. Đảng Dân Chủ bây giờ có cử ai ra đi nữa, cũng không đánh nổi ông Trump hết với cái mức ủng hộ bây giờ thì các vị gần như là đảng dân chủ không còn cửa trong hai cái hai nơi rồi thứ nhất là ghế hành pháp là ghế tổng thống thứ hai sàn thượng viện họ còn cái cửa cuối cùng là sàn hạ viện thôi mà muốn sẵn, thắng thắng sàn hạ viện thì tất cả thành viên đảng dân chủ phải né trôi bài địch nếu như không họ mất luôn cả hạ viện bây giờ hạ viện là phía đảng cộng hòa nắm đa số nhưng họ không có cơ hội giành lại hạ viện nếu như mà họ vẫn tiếp tục giữ Joe Biden Mà họ lại né Joe Biden ra Thì quý vị Đảng Dân Chủ đang đối diện Với một cái thách thức rất mới Và lần này gần như là chúng ta thấy rõ Cục diện này ai thắng ai bại Trừ phi có những biến động bất ngờ Cảm ơn tất cả các thính giả Rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả Ở khắp nơi trong những chương trình Kế tiếp của TNP Channel Xin quý vị và các bạn Nhớ đón nghe và theo dõi Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau bye bye